Vâng, chào mừng quý anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung. Vâng, hôm nay ngày mùng 4 tháng 7 năm 2020, vâng, Đức Trung lên sóng báo giá một cái mẫu xe, đó là chiếc Kia Morning bản S được sản xuất năm 2018. Vâng, bên Đức Trung thì chuyên mua bán và trao đổi tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Quý anh chị các bạn quan tâm thì hãy gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn qua Zalo số 0965 951 955. Quý anh chị các bạn mới xem video lần đầu thì hãy bấm nút đăng ký ủng hộ cho Đức Trung và cũng cập nhật luôn được tất cả các cái mẫu xe cũng như là cái giá xe mà bên Đức Trung đang chào bán. Trước mắt quý anh chị cùng các bạn là một chiếc Kia Morning bản S. Vâng, bản S là một cái bản cao cấp nhất. Vâng, bản SI thì nó có một túi khí cho tài xế thôi. Nhưng bản S này thì nó có hai túi khí cho cả tài xế lẫn người ngồi bên phụ, và nó được trang bị màn hình cam lùi nguyên bản, có cái ống xả thì là nó trụm vào giữa như thế kia, và có cảm biến cảnh báo va chạm từ phía sau. Vâng, chiếc Kia Morning bản S này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 350 triệu. Vâng, chỉ với 350 triệu là quý anh chị các bạn đã sở hữu ngay một cái mẫu xe nhỏ gọn tiết kiệm xăng. Vâng, xe thì được trang bị động cơ 1.25, mức tiêu hao nhiên liệu nó cũng chỉ loanh quanh khoảng 6 lít đến 7 lít trên 100 cây. 5 chỗ ngồi khá là rộng rãi. Số tự động thì vận hành nó rất là nhàn. Một chiếc xe này nó còn gần như là xe mới tinh nhá. Quý anh chị các bạn quan sát toàn bộ các cái phần ngoại thất cũng như là các cái góc cạnh đường gân gờ rồi là các cái chi tiết của xe thì còn rất là mới. Xe thì đã được trang bị các cái chức năng khá là hiện đại, màn hình cam lùi đầy đủ. Và sau đây Đức Trung sẽ tiến sát vào để quý anh chị các bạn là ta trải nghiệm chi tiết cái mẫu xe này. Đầu tiên là ta quan sát cái phần đầu xe này. Vâng, 2018 thì mới chạy được tầm cỡ khoảng độ 2 năm thì cũng chưa có cái gì để hỏng cả. Vâng, quý anh chị các bạn có thể quan sát đây là đèn, cụm đèn của xe này. Xe thì đã được trang bị đèn bi rồi, đèn bi đấy, kết hợp với các cái dải đèn LED, đèn xi nhan bao rẽ. Vâng, cái đôi đèn gầm của xe thì cũng được trang bị là đèn bi nhá, đèn siêu sáng và siêu bền. Các cái đường góc cạnh rồi các cái đường gân dập lổi cũng như là các cái mối lắp ghép này còn cực kỳ đẹp nhé. Vâng, lốp láp này mới tinh luôn, là rằng phầy rất đẹp, phanh đĩa. Vâng, gương điện 4 hướng có xi nhan báo rẽ trên gương luôn. Thế và đăng kiểm của xe thì còn dài miên man nhé, đến tận tháng 7 năm 2020. Xe thì cũng được trang bị giá lóc, sơn xi màu đỏ này cực kỳ là đẹp. Vâng, cam kết với quý anh chị các bạn là một chiếc xe không lỗi nhỏ. Khi xem trực tiếp thì nó còn đẹp hơn rất là nhiều nhé. Hôm nay trời nó mưa cho nên là trông cái xe nó hơi bị bẩn, do đất cát nó bám lên. Đây bản S này, trang bị các cái đèn lùi, các cái cảm biến cảnh báo va chạm, camera lùi. Xe này tư nhân một chủ biển Hải Phòng. Cái ống xả nó trụm ở giữa này, bản S nó có những cái đặc điểm thế. Thế và những cái đèn này là đèn nét rất là bền bỉ. Lốp láp mới tinh. Vâng, toàn bộ các cái phần ngoại thất của xe thì quá là ok rồi. Sau đây Đức Trung sẽ mời quý anh chị các bạn người ta quan sát cái phần nội thất. Đây, nội thất là ghế da màu kem nhé, kết hợp với lại các cái đường da bò cũng như là các cái đường chỉ may rất là đẹp luôn. Vâng, đây là cái phần nội thất nguyên bản. Đây, vô lăng có túi khí, có tích hợp các cái phím bấm này, màn hình cam lùi, điều hòa auto, số tự động, phanh tay, táp lô táp ly đây, túi khí cho người ngồi bên phụ nhé. Đấy, trần lỉ nguyên bản rất là đẹp luôn. Vâng, đây là phần gương kính chỉnh điện nhé. Đây, gương điện 4 hướng này có cục xòe, kính điện 4 cánh này có auto. Vâng, cam kết với quý anh chị các bạn này, một chiếc xe đẹp như mới nhé, không một nỗi nhỏ luôn.
Và cái phần này thì bên Đức Trung cam kết bằng văn bản cho quý anh chị các bạn. Vâng, tiếp đến mời quý anh chị cùng các bạn ta quan sát cái khoang động cơ của xe. Vâng, đây là khoang động cơ của chiếc Kia Morning sản xuất năm 2018 này. Vâng. Đấy, tất cả cái keo, nhiều quý anh chị bảo là keo ấy, nhưng mà keo lên là vẫn là keo xịn nhé. Nó bảo vệ các cái mối lắp ghép, mối hàn, nó không bị han. Già máy còn sáng quắc. Một chiếc xe mới sử dụng có 2 năm, ô tô sử dụng 2 năm thì nó chưa có hề hấn gì. Coi như là chạy hết rốt đa. Và là động cơ 1.25, 4 máy, rất là êm, rất là tiết kiệm. Số tự động thì cực kỳ là nhàn luôn. Vận hành nó nhàn nhã, form dáng đẹp, và cái màu này thì rất là nhiều chị em là thích. Mua về sử dụng gia đình cũng như là đưa đón con cái, thỉnh thoảng về quê đi du lịch, rất là ok. Cái mẫu xe nó nhỏ gọn, nó chui luồn khắp tất cả mọi nơi. Nhưng mà nó cũng khá là tiết kiệm. Cái dòng Morning thì nó bền bỉ, không hỏng vặt bao giờ. Vừa này ta xem luôn cái cốp chứa đồ này, cũng khá là rộng rãi, nguyên zin hết nhé. Thế ở đây là cái lốp dự phòng này, lốp dự phòng chưa chạm đất, các cái ta lông vẫn còn mới toe. Tôn cốp này, cũng như là toàn bộ các cái phần nhựa, phần sơn zin hết nhé. Ta quan sát luôn các cái đinh bấm keo cột này, hệ thống piston lưng hạ, bản lề dây điện, từng cái bu lông ốc vít và cái lớp sơn nhé. Cam kết với quý anh chị các bạn này, xe zin hết, vâng, không một nỗi nhỏ luôn. Vâng, trời nó hơi nắng, quay nó nóa, quý anh chị các bạn là ta chịu khó xem hết video thì ta sẽ cảm nhận được khoảng độ 80-90%. Bên Đức Trung cam kết luôn quý anh chị các bạn đi xuống xem xe khỏi phải mất công. Nó hơi xa xôi thì có thể là đặt cọc. Vâng, Đức Trung sẽ giữ xe. Số điện thoại cũng như là số tài khoản mang tên là Bùi Đức Trung. Vâng, một số anh em lưu ý nhé, ở xa thì phải kiểm tra kỹ thông tin và kiểm tra cái bức tường ấy, xem cái bề dày truyền thống bán xe rồi các cái lịch sử giao dịch. Bên Đức Trung thì có đầy đủ cái bề dày truyền thống về cung cấp các cái dòng xe. Vâng ạ. Một chiếc xe gần như là mới. Giá bán là 350 triệu. Bản S, bản cao cấp nhất. Vâng ạ. Bao test hãng đầy đủ cho quý anh chị các bạn. Số này gần như là mới tinh, điều hòa auto, màn hình cam lùi, túi khí, tạp lô, vô lăng và trần lý cực kỳ đẹp. Ôi, giữa cái oi nóng mùa hè quay xe toát hết cả mồ hôi lên một kia quý anh chị ạ. Và lên xe điều hòa auto rất là mát. Ta quan sát lại một chút về cái phần nội thất cũng như là các cái chi tiết của xe, cái phần nội thất nhé. Kiểm tra luôn cái cam lùi. Cam lùi mặc dù là trời nó nắng nó loá nhưng mà cam lùi rất là nét nhé. Củ số phanh tay này, từ cái phần da ghế, da xịn còn rất là mới. Vâng, xe mới chạy được có 2.6 vạn. Cam kết là không đâm va, không ngập nước, không nổi.
ta chạy thử. Xe mới đi rất là sướng. Vâng, kính thưa quý anh chị cùng các bạn, trong ít phút vừa qua thì Đức Trung đã lên sóng giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu Kia Morning màu đỏ bản S biển Hải Phòng. Và chiếc xe này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 350 triệu. Và 350 triệu là quý anh chị các bạn đã sở hữu ngay một cái mẫu Kia Morning bản S, một cái bản cao cấp nhất trong cái dòng Kia Morning. Và Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị các bạn đã xem video. Và xin kính chào và hẹn gặp lại ở các video lần sau.